Hồi xưa là cái trán gì sợ. Giờ trán hiện đỡ hơn xuống dưới. Đỡ hơn không? Trán đỡ hơn xưa. À, hồi xưa. Nhưng mà cái mặt ở dưới nhiều hơn. Dạ, cái mặt ở dưới nhiều. Lạ đó. Thay đổi chỗ ở. Dạ. Không thích ở trán. À, chán đỡ đau hơn mà không cũng biết nữa, không tự đi thay đổi vị trí. Dạ do là anh nên chán quá vậy. Dạ yeah. Dễ thương. Đau quá à. Đau không? À, dưới cũng đau hơn trên này. Trên này, trên này đỡ hơn à? Cũng thấy đau cũng hết rồi, cũng chân. Tậu do cái tậu để lâu không? Dạ, để lâu. Mộn mộn nấy, ú ù. Nuôi béo quá. Mấy đứa này nó nhìn lên mụn lắm. Nói chung là mụn nhanh béo. Tuổi này là mụn phát triển tốt lắm. Quá tải rồi. Không còn lông nhiều quá mới đi đó. Nhưng mà còn biết đi là vui rồi. Còn không đi là chứ dúng anh nghe. Dạ. Bây giờ mà có một lo đi liền, đừng để với mình quay mày. Hồi trước do anh ăn uống cay rồi ăn cay. Em còn không có ăn uống kiểu gì lắm, nhìn anh đang sợ không biết ăn luôn. Sợ bị mụn nhan hả? Do cái đĩa không mà do anh ăn cay mì cay lắm nhiều rồi. Lắm cay mì liền ăn nhiều giờ bị nghiện rồi đúng không? Hồi trước em cũng ăn chung vài lần nhưng mà giờ cũng đâu ăn mấy năm mà đâu ăn nữa. Sợ nó mụn hôm nay. Dạ thèm ngay. Hay thầy quá à. Nghe sợ. Chứ em ăn, chứ còn ăn mì cay mà không uống luôn cái nước nữa. Sợ quá.
không ăn cũng nổi mụn đây. Dạ, ngủ trẻ bị tối nữa. Ăn cái cây chỉ có ăn mì tôm. Ông nội. Nè, ta ăn mì tôm mấy bữa nè. Mặt ăn nổi thật la luôn. Chán kinh. Nhìn nhăn quéo vậy chị ta. Ừ? Nhìn buồn quá, nhăn quéo. Nhăn quéo rồi đó. Mặt em nhăn. Ừ. Mặt con nhăn. Ừ. Đứng cái gì ở dưới nữa. Đứng cái gì ở vô đâu? Đi bếp. Trong bếp nó ăn à? Trời này. Ra luôn. Quá lì. Để lâu quá lì kinh. Đây đau. Như vậy gỗ đau. Thank you.
Trời ơi, ghê.